Sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ngày 15 tháng 4, 2024. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Mến chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới vui tươi, bình an, tràn đầy niềm vui Chúa Giêsu Phục sinh. Bạn nào quay sang bắt tay nhau chúc một tuần lễ bình an, vui tươi. Rồi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và các bạn. Phải vui không vậy, phấn khởi không? Rồi bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ, chương 6 câu 8 đến câu 15. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Thời đấy, ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bấy giờ, họ mới xúi mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa. Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cự tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano. Họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em và các bạn lặp lại câu đáp. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết nói theo luật pháp Chúa Trời. Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tơ ngài đây cứ gậm suy thanh trì. Vâng, thanh y ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cô vân. Con kể lễ đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thanh trí ngài. Đường lối huân lệnh ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gậm những kỳ công của ngài. Xin giúp con tranh đường sao cha, và thương ban cho con luật pháp ngài. Đường chân lý này con đã chọn, quyết định của ngài con khao khát đợi trông. Hallelujah, hallelujah. Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 6 câu 22 đến câu 29. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ,
nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy, khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói, "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp, "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn và đem lại phúc trường sinh. Là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người, "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời, "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mở đầu bài đọc một hôm nay, chúng ta thấy một tin rất vui. Đấy là ông Stefano thời đó được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Làm được những điềm thiêng dấu lạ không phải bởi cá nhân của Stefano, không phải bởi ông đạo đức tốt lành thánh thiện gì, nhưng mà bởi ông được tràn đầy ân sủng và quyền năng. Chúa cho con người được điều đó, thưa anh chị em. Trao cho con người ân sủng và quyền năng để làm những điềm thiêng dấu lạ. Ta thấy lòng thương xót của Chúa lớn lao như vậy. Không những là Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không những là Ngài thực hiện biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, nhưng mà còn Ngài còn tin tưởng và trao cho con người của chúng ta, những con người tội lỗi yếu đuối bất xứng này, được ân sủng và quyền năng để làm những điểm thiêng dấu lạ. Cho nên chúng ta thấy những vị thánh chẳng hạn, những người đạo đức tốt lành mà làm được những điềm thiêng dấu lạ, không phải bởi các vị thánh, những người đấy là những người đạo đức tốt lành, xứng đáng, nhưng mà bởi họ làm được điều đó không phải bởi sức riêng của họ, mà bởi ân sủng và quyền năng mà Chúa thương ban cho họ. Chúa thương ban chứ không phải họ xứng đáng để Chúa ban, hai cái khác nhau. Mặc dù tôi không xứng đáng, mặc dù tôi tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn ban cho tôi ân sủng, vẫn ban cho tôi sức mạnh của Chúa để tôi đi loan báo và làm chứng lòng thương xót của Chúa, để cho mọi người thấy rằng là một con người tội lỗi yếu đuối như tôi đây mà Chúa còn thương ban như thế, thì không ai mà có thể nói được rằng là tôi không xứng đáng để tôi không chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Nó luôn nói rằng thôi mày không có xứng đáng đâu, Chúa không có thương xót mày rồi, mày tiêu rồi con ơi. Đi tù mấy lần rồi? Dạ, chưa lần nào chưa. Ngon không? Có phải nó không, chưa đi tù lần nào là ngon không? Không. Không, chưa hẳn. Con này đi tù bao nhiêu lần rồi? Dạ, 2-3 lần. 2-3 lần, có phải là hết ngon không? Chưa chắc. Tại vì nó đi tù rồi, bây giờ nó ăn năn nó quay trở lại thì sao? Còn ông này chưa đi tù lần nào mà chốc ra kia bạn bè nó rủ rê rồi trộm cắp rồi nào chơi bời đi tù, có không? Có. Có. Ai mà biết chắc được ngày mai mình có thể đứng vững được? Không ai. Ngoại trừ một mình Thiên Chúa thôi. Phêrô đó, mới hôm trước thề sống thề chết là mọi người bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy đấy. Mà mới sau mới gặp cô tớ gái thôi chứ chưa phải là lính tráng gì đó. Mới hỏi, hình như là ông biết ông Giêsu mà. Em biết em chết chắc. Xe lửa cắn đứt đầu. Thề sống thề chết. Thế thì ta thấy rõ ràng là tất cả là ân sủng Chúa gìn giữ mình. Và ta làm được cái gì là quyền năng mà Chúa ban cho mình. Mình chỉ là cái dụng cụ, là cái bàn tay để Chúa dùng. Vấn đề là mình có
chịu để cho Chúa dùng mình hay không. Stefano đã chịu để cho Chúa dùng. Và khi chịu để cho Chúa dùng thì cái dụng cụ ấy có nguy cơ là không an toàn. Nguy cơ là không an toàn. Vì người ta sẽ chống lại. Chống lại Chúa và chống lại dụng cụ, chống lại bàn tay mà Chúa dùng luôn. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp số phận của Stefano như thế nào. Đây là mới khúc đầu, là người ta đang nhìn thẳng vào Stefano, rồi đưa những chứng gian đến tố cáo Stefano, vân vân. Nhưng mà Stefano được tràn đầy ân sủng và quyền năng của Thánh Thần, cho nên làm những điểm thiêng dấu lạ. Và chính vì thế mà người ta mới chống lại Stefano. Stefano là một con người bình thường, không có ân sủng, không có quyền năng, không làm điểm thiêng dấu lạ. Có ai đụng gì tới không? Không. Phó thường dân Nam Bộ, chả ai đụng gì tới. Nhưng mà khi ta lãnh nhận được ân sủng của Chúa, thì đồng thời ta bắt đầu có một cuộc chiến chống lại với sự dữ, chống lại với ma quỷ. Vì ma quỷ luôn chống lại Chúa và chống lại những người theo Chúa. Vì thế mà Chúa mới nói với Thánh Faustina rằng là Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa và của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó sẽ chống đến cùng. Kẻ thù số một. Vậy thì khi mà Stefano được tràn đầy ân sủng, tràn đầy sự khôn ngoan để làm những điểm thương yếu lạ, đừng có nghĩ rằng như vậy là mình ngon này nha. Không có đâu. Không có, có phải là mình ngon đâu. Chúa ngon. Mình chỉ là cái dụng cụ thôi mà. Mà cái dụng cụ đó cũng bị, ta gọi là nói chuyện vạ lây. Vạ lây là cái chỗ là mình trung thành với Chúa, với ân sủng và với quyền năng mà Chúa ban cho mình. Trung thành với đấng ban cho mình ân sủng và quyền năng như vậy. Thì họ đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng đối xử với trò như thế thôi. Tớ không thể hơn chủ được, học trò không thể hơn thầy được. Họ đã bắt, đã giết thầy treo trên thập giá, thì những người mà lãnh nhận ân sủng và sự khôn ngoan của thầy mình cũng sẽ cùng chung số phận ấy. Cho nên người ta mới đứng lên tranh luận với Stefano. Này, nó làm được những điểm thương dấu lạ như thế. Bắt đầu đứng lên tranh luận với Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Chúng ta thường hay tranh luận với nhau vấn đề thần học, vấn đề triết học, về nhân sinh quan, về văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, đủ mọi thứ. Và thường những cuộc tranh luận như vậy thì không ai chịu ai hết. Đúng không? Ai cũng lấy lý lẽ của mình ra để muốn thắng người khác, gọi là cãi lý. Có những người vô cùng thích cãi lý, mặc dù họ rất vô lý. Nhưng mà họ mà nói là thôi đừng nói với nó ngang lắm, không cãi lại nó đâu, nó ngang lắm. Cái gì nó cũng cãi được hết. Bảo tại sao vậy? Mà nó thích cãi vậy thôi chứ nó không chẳng được. Có thằng nó phải thích cãi vậy nó mới chịu được. Người ta nói xui nó phải nói ngược vậy nó mới vui. Chứ mà người ta nói, tất cả mà người nó xui nó vẫn cứ nói ngược. Nó bảo là mẹ tôi hồi xưa cứ bảo mày ngang như cua. Cái con cua nó bò, anh chị thấy nó bò, có bao giờ nó bò dọc không? Nó tám cái càng nó cứ bò ngang này này. Nó cứ bảo ngang, mày đừng có cãi với nó ngang như cua, cãi với nó làm gì? Từ đó tôi mới học được bài học là chẳng tội tình gì cãi với đứa ngang như cua. Thích lý sự, thích lý sự, thích tỏ ra mình là người hiểu biết, thích tỏ ra mình là người là có lý lẽ, và thích tỏ ra là mình là một nhân vật đặc biệt. Cho nên người ta nói đúng nó bảo sai, người ta bảo trắng nó bảo đen, nó cứ phải như vậy nó mới chịu được. Vậy người ta mới để ý đến nó chứ. Chứ đâu ngồi im đâu ai để ý đến nó đâu. Thấy không? Cứ ngồi im như cái cô kia nói gì cũng cười gật gật vậy. Chả ai để ý. Nói con này nó hiền quá. Nó nói gì nó cũng im im vậy. Cái xù con thằng nó ngang. Cãi bằng được vậy thôi. Trong cuộc sống của chúng ta có đủ mọi mặt. Mà về sau thì tôi càng kinh nghiệm rằng là chả bao giờ phải cãi cho nó mệt. Đi học cũng vậy. Tranh luận về thần học, về kinh thánh, về triết học, về này, về kia. Cãi nhau inh tỏi lên. Cuối cùng cãi nhau xong, chả ai chịu ai. Không ai chịu ai.
Mặc dù có thể là lý của tôi mạnh, người ta đối lý, người ta chịu, nhưng mà nó chỉ là khẩu phục mà tâm không phục. Đúng không? Tại vì cái đầu người ta, một là tự ái. Bị thua lý như vậy là bị tự ái rồi. Đành chịu, chấp nhận thua, nhưng mà tìm cách được, tao thua kỳ này, thua kéo này, bày kèo khác. Lúc khác chờ mày mà sơ hở một lời là tao tấn công liền thôi. Cho nên khi mà ta bắt người khác phải phục lý của ta, thì cũng là lúc ta chuẩn bị để mà người ta trả thù mình. Đừng có tưởng mình thắng lý rồi mình hân hoan mà tưởng là ngon đâu. Không có đâu. Người ta chỉ có khẩu phục mà tâm không phục. Mà tâm không phục thì thế nào người ta cũng tìm cách ta chơi lại mình. Cho nên tôi chả bao giờ tôi cãi làm gì. Nhất là bây giờ chúng ta thấy trên mạng, người này viết bài này, người kia comment, người kia comment lại, rồi cứ comment qua, comment lại, người cứ đấu qua, đấu lại, rồi vì người viết này xong người này viết chống lại. Có khi bảo tại sao viết vậy, nó buồn hay sao? Nó ngồi không, nó không biết làm gì, bây giờ nó nói xui ấy, nó viết một bài xui, chả ai để ý đâu, chả ai đọc đâu. Nó viết một bài ngược đời. Tức là người ta đọc xong, người ta điên lên, người ta vô comment, người ta bắt đầu vô, người ta đấu lại, cái nó lại chọc cho người ta đấu vài cái, nó lại cãi ngang, người ta lại đấu tiếp. Thế là người ta cứ mất thì giờ, người ta nặn óc ra, người ta đấu với nó cứ ngồi xong rồi, nó lại chơi vài câu, vĩ mà cũng nói, ông lại điên, lại viết thêm bài dài nữa. Nặn óc ra viết mấy đêm liền, nó đọc xong lại nói thêm vài câu, mình lại điên, lại viết. Nhớ chuyện Trận Quỳnh không? Biết không? Trận Quỳnh mà có cái bà đó, bà bán hàng đó, bà dữ quá, bà đánh đá quá. Mấy người hàng bán hàng chung quanh sợ bà lắm, bà nói đụng bà là bà mệt lắm. Cái Trận Quỳnh mới sang cái bà bán, bà nghèo nghèo, bán đậu phộng. Trận Quỳnh thích ăn đậu phộng, bảo bà cho tôi ăn miếng đậu phộng. Nhưng mà cái bà này bà dữ lắm, bà hay chửi bảo cho tôi ăn đậu phộng, mai tôi chơi cho bà này cho bà biết. Cho bà ế luôn, bà không bán được, cho bà chừa. Cái bà này bảo ông chơi được không? Bảo được, Trận Quỳnh mà dễ mà, có gì đâu. Rồi Trận Quỳnh ăn đậu phộng xong, bắt đầu ra tới cái bà phía trước, bà này giữ cửa bán hàng. Bà là cái đồ bán hàng mắc, đồ bán hàng gió mà cũng bị đặt bán. Bà này nghe được ba câu vậy là điên tiết lên. Mày nói tao vậy, khách đến mua bà cứ lo bà chửi, bà đâu kịp bán. Ê, Trận Quỳnh bà chửi mệt xong rồi bắt đầu vừa mới dọn hàng ra lại. Trận Quỳnh lại, mày dọn cái gì mày bán được cho ai mà cái đồ chồng ế chồng lên mà mày. Bà này nghe lại đi lên vỗ tăm bành lên mà chửi cho tới trưa. Trưa rồi nghỉ mệt quá, vừa mới ăn miếng cơm nó lại ra nó nói, mày còn ăn là cái gì mà nghèo rất tươi mà ăn có gì đâu mà ăn. Mày bảo tao nghèo à, lại chửi trưa sáng trưa trưa đến chiều cứ vậy ngưng là Trọng Quỳnh vô trọng. Đến tối về còn nguyên hàng không bán được, ế miệng bụng thì đói, người thì mệt. Trọng Quỳnh bảo bây giờ mày có ngon mày ra mày chửi nó đi, tao mệt rồi, tao ăn hôm mai tao chửi tiếp. Thì thưa anh chị em và các bạn, cho cuộc sống của chúng ta cứ suốt ngày ta đi đấu lý làm gì cho nó mệt. Với những người mà thích lý sự, thích đấu lý, tốt nhất là gì? Tốt nhất là gì? Im lặng. Nói gì trời. Nó muốn nói xui nó ngược kệ. Không bỏ đúng mà cũng chẳng bỏ sai. Viết chán thì ngồi im luôn. Viết chán chẳng ai nói gì cũng im luôn. Thế vì mình càng bênh, mình càng biện hộ, càng đính chính thì càng chết. Nó bảo mình có tật, giật mình. Thấy không? Cái bà đó mà bà cứ im đi là Trọng Quỳnh ra chọc lại điên lên. Còn bà Trọng Quỳnh cứ nói, bà cứ bán hàng tình queo thì Trọng Quỳnh thua thôi. Thì ngày hôm nay chiến tranh mạng, những cuộc đấu với, giống như Stefano với lại đám thượng hội đồng. Stefano đầy khôn ngoan mà thần khí ban cho thì mới nói. Còn đừng nói theo lý lẽ của con người. Đừng nói theo sự là muốn háo thắng. Đừng nói theo kiểu muốn hạ nhục người ta. Cho nó biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là lịch sự. Chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ. Mình phải làm cho nó biết mặt. Nó biết mặt thì mình cũng vỡ mặt. Được cái gì đâu. Thưa anh chị em, đừng để cho những cuộc chiến tranh trên mạng, đừng để cho những lời nhắn qua, nhắn lại nó gây rối.
Lâu lâu nó nhắn cho mình cái mình điên lại, mình trả lời một trang một dài, nó nhắn cho vài câu lại điên lại trả lời. Ôi tôi chỉ thấy tôi delete luôn, xóa luôn. Ôi trả lời trả vốn gì cả. Nó mất cả vốn lẫn lời. Cho nên phải đầy thánh thần. Trước khi nói, trước khi đấu, trước khi trả lời, xin Chúa soi sáng cho con. Con nên trả lời hay không? Và nếu trả lời thì trả lời như thế nào? Đừng trả lời bằng theo cảm xúc của mình. Thường chúng ta đọc xong cái là người nó cứ bừng bừng lên, đầu nó nóng lên, tay bấm, hai tháng trả lời ngay, trả lời ngay. Nó lại bấm đồ đều, lại mấy đều, lại bấm cả chớn, lại bấm bấm bấm. Suốt ngày bấm 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 bấm, cãi nhau, tranh nhau trên mạng. Mệt mỏi quá. Để giờ làm việc khác anh chị em ơi. Rỗi hơi mà đọc những cái tin tức làm gì cho nó tức thêm. Rỗi hơi mà đọc những cái gì ra những cái video clip dịch những cái tít thật kêu rồi mình cứ nhào vô đó. Ô, ô, bên trong đâu có cái gì đâu. Bên trong đâu có gì đâu. Có gì câu view thôi mà. Đọc làm gì cho nó mệt. Gửi cho tôi những cái đó. Và thôi, đi tôi không có đọc đâu. Vô ích. Đừng gửi tôi những cái đó. Chuyện ta đấu đá với nhau, người ta làm gì tới chuyện của thế gian. Mình chỉ có một chuyện cần phải làm thôi. Nếu như Chúa nói với Maria, chỉ có một việc, mắt nói với mắt ta, có một việc cần phải làm thôi. Đấy là lòng thương xót Chúa. Cứ thế mà làm. Và chúng ta thấy khi mà nó gian khê ghê lắm. À, suối người ta phao tin đồn thế này thế khác. Nó lộng đến Môi-se, rồi sắc động dân và kỳ mục ập đến bắt Stefano và điệu đến thượng hội đồng, rồi đưa chứng gian ra nói rằng tên này không ngừng nói lời phạm đến nơi thánh lời luật, rồi nói rằng Giê-su phá hủy nơi này. Toàn những chứng gian. Những điều đó người ta cảm thấy thắng lắm rồi. Người ta nhìn vào mặt ông Stefano và thấy mặt Stefano như là một thiên sứ tràn đầy thánh thần. Đừng có đọc câu cuối này tôi bỗng nói họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Còn người ta nhìn vào mặt chúng ta, mặt tôi, mặt anh, mặt chị giống như mặt điều đó anh nói không phải tôi nói. Anh nói giống như mặt ác quỷ là anh nói, mà anh nói tôi chứ còn nói ai nữa. Mà thật, thật, tôi có ra gì đâu. Tôi ra gì đâu, xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được bộ mặt nào đó mà người ta nhìn vào bộ mặt mình, người ta thấy được bộ mặt của thiên sứ. À, cũng anh ác quỷ bị anh đổi thành lòng thương xót. Người ta nhìn vào bộ mặt chúng ta, người ta thấy bộ mặt của lòng Chúa thương xót. Thì tiếp theo tin mừng hôm nay, ta thấy khi mà Chúa Giêsu cho 5.000 người ăn no nê rồi, rồi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ rồi, rồi hôm sau đám đông không thấy Chúa ở đó nữa, thì người ta mới đi tìm Chúa. Người ta đi tìm Chúa. Thưa anh chị em, đám đông muốn tìm Chúa để làm gì? Muốn tìm Chúa để làm gì? À, mới được ăn no nê rồi, mới thấy chứng kiến Chúa đi trên mặt hồ, ngoạn mục quá. Bây giờ thấy, ê, cái ông mà hôm vừa rồi ông làm phép bánh cho mình ăn đâu à? Ông sang bên kia rồi, kéo nhau theo, làm gì? Để khỏi đi làm. Cứ đến, giống như một số người bây giờ cứ chờ phát phiếu bên Mỹ rồi gọi là phát tem gì đó, trợ cấp thất nghiệp. Chả đi làm gì, cứ suốt ngày đứng chờ, đi lấy trợ cấp thất nghiệp để lĩnh lương, lĩnh tiền. Giống như những người chả chịu đi làm mà cứ chờ có phát ra gạo gì đó, xã hội gì đó thì đến xếp hàng. Họ cũng đi tìm Chúa Giêsu cũng chỉ vì cái vị vậy mà thôi. Cho nên khi mà gặp Chúa, họ đi tìm Chúa, gặp Chúa, họ đang hồ hởi phấn khởi lắm. Chúa làm cho họ khựng lại liền. À, các ông tìm tôi không phải vì các ông thấy những dấu lạ đâu, nhưng mà vì các ông được ăn bánh no nê và muốn tiếp tục được ăn bánh để khỏi phải đi làm, đúng không? Ta thấy
Chúa biết rõ lòng dạ của con người, biết rõ toan tính của con người, biết rõ chúng ta tìm đến với Chúa để làm gì. Và Chúa biết tôi và anh chị em các bạn đến với lòng thương xót Chúa vì mục đích gì. Chúa biết đấy. Chúa biết. Chúa biết và lòng thương xót Chúa không nỡ xua đuổi. Thôi, đi chỗ khác. Suốt ngày đến tìm bánh. Lòng thương xót Chúa cho người ta thấy rõ cái sự thật về con người ta. Thương ai là phải cho người ta biết sự thật về họ để họ điều chỉnh lại. Chứ không phải thương là che giấu sự thật, bưng bít sự thật. Nó hư mà cứ bảo nó tốt, nó sai mà cứ bảo nó đúng. Vậy mà là thương, đó là hại nó. Cho nó thấy thật sự. Cho nó thấy thực sự để nó còn có cơ may nó điều chỉnh chứ. Còn cứ xoa cù dầu cù là, không. Đôi khi tôi nói phải dùng biện pháp mạnh thôi. Để nó tỉnh ngộ ra. Để nó thấy sự sai trái của nó. Còn không, 5 lần 7 bận cứ như thế đâu được. Phải có biện pháp mạnh. Và Chúa Giêsu này cũng cho người ta thấy rằng là những lúc người ta kéo đến xin Chúa chữa lành, dù là chưa kịp ăn, Chúa vẫn chữa lành. Nhớ không? Nhớ không? Trời tối rồi, người ta đưa bệnh nhân đến. Chưa kịp Chúa Giêsu bảo các tông đồ vào kiếm nơi nghỉ ngơi đi, mà người ta kéo đến, Chúa không nỡ để người ta về không. Chúa vẫn ra tay chữa lành cho họ. Người ta đói, Chúa vẫn không nỡ để cho người ta đói về lả dọc đường, làm cho lạ bánh hoa nhiều cho họ. Nhưng lần này người ta tìm đến Chúa thì Chúa biết rằng này không phải tâm địa không thật rồi. Không phải vì chữa bệnh thân xác hay tâm hồn, cũng không phải vì đói thể xác, nhưng mà vì lòng ham muốn chỉ thỏa mãn vật chất mà thôi. Chúa không cho họ dừng lại cái đó. Không cho họ dừng lại cái đó. Cho nên khi anh chị em mình đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ lọc dần dần. Có thể lúc đầu bạn đến vì bạn tò mò. Có thể lúc đầu bạn đến vì người khác bỏ đến theo phong trào. Có thể lúc đầu bạn đến vì không còn chỗ nào để đến. Nhiều người đến với lòng thương xót Chúa vì con cùng đường rồi cha ơi. Giờ nợ nó dí, rồi giang hồ nó đòi, rồi xiết nợ đủ mọi thứ. Vì con cùng đường bế tắc, con chạy đến với lòng thương xót Chúa thôi. Thưa cha, bây giờ con không còn ai nữa, vợ nó bỏ rồi. Giờ con còn có thân một mình, rồi không biết chạy đến với ai. Không còn chỗ nào đến. Có những người thì nói thật với cha, lúc đầu con đến với lòng thương xót Chúa là vì mẹ con bắt con đến thì con đến. Con đi cho để chiều lòng mẹ con, cho mẹ con vui. Có những người thì con tò mò, con đến thấy người ta đến, ôi người cũng đến. Có nhiều động cơ khi người ta đến với lòng thương xót Chúa. Có những động cơ rất thật, có những động cơ rất đúng, rất chân chính, và có những động cơ rất hời hợt, rất vụ lợi, rất bên ngoài, rất theo phong trào. Nhưng cái hay ở cái chỗ là Chúa là đại dương lòng thương xót. Anh chị em thấy một cái hồ, khi anh chị em đổ vào cái hồ đó, dù là đồ sạch hay đồ dơ, cái hồ nó cũng đựng hết tất cả. Cuối cùng thì sao? Sau khi cái hồ nó dơ rồi, cuối cùng tôi nói cuối cùng. Sau hết tất cả cuối cùng rồi cái gì nữa? Đây nha. Tôi cho các bạn cái này dễ hơn. Đây là một ly nước. Giá mà cái này nó trong thì các bạn thấy rõ hơn. Một ly nước. Tôi cho vào đây cà phê, rồi cho vào đây cát, bụi đủ thứ. Quậy nó lên. Tung hết lên. Bạn bảo cái hồ nó dơ là đúng. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Lắng hết xuống, hồ vẫn sạch. Mặt hồ vẫn sạch, tất cả những cái bụi bặm nó lắng hết xuống đáy rồi. Chìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, tất cả những cái động cơ xấu, những cái động cơ không hay không tốt, Chúa rửa sạch hết, sàng lọc hết. Cuối cùng, thưa cha, lúc đầu là như thế, nhưng bây giờ con đã được Chúa biến đổi. Lúc đầu con chỉ vì vụ lợi, nhưng bây giờ thì con không còn như vậy nữa. Bây giờ con đã được Chúa biến đổi. Đó. Đó.
họ đến với lòng thương xót Chúa. Nhiều người nói, trời ơi, phong trào, trời ơi, họ đến vì vụ lợi, họ đến vì thế này thế kia. Tôi nói, đến là tốt rồi. Họ đến với lòng thương xót Chúa còn hơn là họ đến sòng bài, còn hơn là họ đến quán bar, còn hơn là họ đến quán nhậu. Dù bất cứ động cơ gì đi nữa mà họ cũng đến là được rồi. Rồi Chúa sẽ làm chứ, có phải tôi làm đâu. Mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa à? Bạn biết nghĩ đi, bao nhiêu người ngoại đạo họ biết gì? Thậm chí mà rước lên rước lễ mà khi không kịp mà cản, đưa lên mình thấy Chúa Kitô, cho em xin. Cầm xong rồi cho em xin, thay vì mình thấy Chúa Kitô thì amen. Ngoại đạo đưa mình thấy Chúa Kitô, cho em xin. À, có ông thì lẹ lên cho em về. Nhưng mà Chúa lọc hết. Có những người thậm chí có ý đồ xấu là đến đó rình, đến đó tìm có sơ hở gì để mà bắt bẻ nữa, để mà bắt thật luôn cũng có nữa. Nhưng mà Chúa lọc hết. Chúa lọc hết để cho họ thấy được cái tính tuyền của lòng thương xót Chúa là đây. Nhiều lắm. Cả 100.000 người, cả vạn người, cả biết bao nhiêu người đến với lòng thương xót Chúa. Ngay cả tôi lúc ban đầu, có phải là vì chân thành mà tôi đến đâu. Tôi cũng chỉ vì nể một người giáo dân rủ tôi đến với lòng thương xót Chúa thôi. Lúc đầu tôi nhìn tôi cũng biết cái gì dài dài xanh xanh đỏ đỏ là cái gì. Đó. Tôi biết gì đâu. Tôi thấy họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa ở giang tay, tôi bảo cái gì đấy. Nhưng mà người giáo dân bảo thì cha cứ đến đi. Đến thử có đã nào. Chưa vào sao cha biết. Rút nảy họ tôi đến. Chứ đâu phải Chúa hiện ra, Chúa nói với tôi, Long ơi thế này thế khác đâu. Có đâu, tôi có động đức tốt lành gì đâu. Động cơ lúc đầu của tôi cũng đâu có hay ho gì đâu. Như bạn vậy. Bạn đến với lòng thương Chúa vì động cơ gì lúc đầu? Bạn đến với lòng thương Chúa vì động cơ gì lúc đầu? Nghèo quá, thất nghiệp quá, chạy đến nên bị phá sản phải không? Dạ. Mấy lần rồi? Hai lần. Mất bao nhiêu tỷ? Nhiều tỷ. Thằng cô kia thất tình mấy lần rồi? 3 lần. Nó đến với những động cơ thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất bát, đủ thứ hết. Và người ta thì bảo, chỉ lúc đó họ mới đến. Thì lúc đó họ đến là may rồi. Bây giờ bạn thất tình bạn có thể đi nhậu được không? Được. Bạn thất tình bạn có thể đi tự tử được không? Không. Vì bạn có lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Còn nếu mà không, nó đi thất tình, nó đi tự tử, nó đi nhậu, nó đi đánh bài, nó đi hận đời, làm gì nó? Mà khi người ta đến như vậy thì mừng chứ. Tại sao mình đứng mình bảo, toàn cái đám gì đâu không nó đến. Thì gì đâu nó mới đến chứ còn không gì đâu nó cũng chẳng đến đâu. Bữa nay mà bây giờ có xe hơi nhà lầu đi đứng ngồi đây. Giờ có mấy cô mà đến rủ đi ngay, giờ không ai rủ mới ngồi đấy gì. Thì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy rằng là những người dân vậy họ đến, Chúa nói tôi biết công tình tôi vì như vậy thôi. Nhưng mà Chúa nâng họ lên, nâng họ lên. Nâng họ lên là các ngươi hãy lao công không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng có lương thực thường tồn và đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Nâng họ lên. Đừng lao công chỉ vì của ăn đời này. Đừng có lao tâm khổ tứ để mà cày cho có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu của, có bao nhiêu nhà lầu, có bao nhiêu xe hơi, có bao nhiêu dinh thự, có bao nhiêu biệt phủ, rồi để làm cái gì? Chết có mang theo được hay không? Có đem lại sự sống đời đời không? Mà sao cứ lao đi tìm tiền vậy? Làm sao cứ lao đi tìm danh vọng chức tước địa vị vậy? Mà sao cứ lao đi tìm quyền lực thế gian là như vậy? Liệu chết có mang theo được hay không? Liệu những cái thứ đó nó có đưa mình vào cuộc sống đời đời, hạnh phúc đời đời hay không? Và ngay cả khi bạn có những cái đó, bạn có thực sự hạnh phúc ở đời này hay không đã nè? Có phải những người giàu là hạnh phúc thật hay không? Có phải cặp vợ chồng nghèo đang ngồi dưới kia là nó không hạnh phúc, không thấy nó đang ngồi với nhau, thấy hạnh phúc chưa đó? Đó, cái cô gầy gầy với cái anh cao cao kìa, thấy hạnh phúc không? Đó, họ đạp sẽ đạp đến đây đó, hai đứa chở nhau mấy cây số.
15 cây đến đây vẫn vui vẻ vậy, trông gây chở vợ con được rồi. Thế thì thưa anh chị em, người ta đến với lòng thương xót Chúa, cho dù là cặp bã của xã hội đi, Chúa cũng lọc hết xuống, lắng hết xuống, còn lại trong veo, trong vắt, trong sạch. Đó là lòng thương xót Chúa. Mời gọi anh chị em hãy đến với lòng thương xót Chúa. Bạn đến với khát vọng, đến với nhóm thiện nguyện tín thác, đến với nhóm khát vọng lòng thương xót. Có thể lúc đầu vì những động cơ gì đó bạn bè nó rủ rê, vì thích đi chơi, vì thích đi công tác, vân vân và vân vân. Nhưng mà cuối cùng họ bảo sao cha cứ nhận, tôi nhận rồi để Chúa sàng lọc. Chúa sàng lọc cái gì còn lại thật chân chính nó sẽ đọng lại. Và những người mà có ý đồ, những ý tưởng mà không tốt thì Chúa sẽ làm cho họ phải thay đổi, biến đổi. Thay đổi, biến đổi. Đều thực sự là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Mà nhược bằng, họ nhất định họ chỉ có ý đồ đó xấu thì cũng giống như Judah thôi. Họ sẽ đi ra ngoài và họ tìm cách giải thoát họ. Đó là trách nhiệm của họ. Còn những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, việc chúng tôi phải làm là gì? Là thực hiện ý muốn của Chúa. Và thực hiện ý muốn của Chúa là gì? Là tin vào đấng Chúa sẽ đến là Đức Giêsu. Tin vào Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah, hallelujah. Tủ sách tín thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, tủ sách tín thác đã gửi đến anh chị em và các bạn những lá thư không gửi từ ngày 25 tháng 12 2023. Con đường tín thác từ 12 tháng 2 năm 2024 và hành trình lòng thương xót từ ngày 11 tháng 3 2024. Và hôm nay thứ hai 15 tháng 4 2024. Xin gửi đến anh chị em và các bạn bài viết số 16 mang tựa đề Ngôi nhà không có đàn ông. Ngôi nhà không có đàn ông. Khi khách gọi cửa, ngôi nhà như vắng im. Nghe kỹ lắm mới thấy những tiếng thì thầm. Dù trong nhà rất đông, tất cả họ đều là phụ nữ. Trong ngôi nhà này không có bất cứ dấu tích gì thể hiện rằng nhà có đàn ông. Có chăng là dưới bàn thờ đặt ảnh lòng Chúa xót thương, là di ảnh những người đàn ông đã từng hiện hữu trên cõi đời này. Đối tượng mà khách muốn thăm viếng là hai cụ già nhỏ thó, lưng còng rạp. Một cụ ngồi trên giường xưng em thưa bác với bất cứ ai đến thăm, còn một cụ dựa lưng vô tường, ước vọng xa xăm, mắt hướng về tấm hình Đức Mẹ đặt trách bên dưới hình lòng Chúa thương xót. Những người đàn bà khác
đều là người quanh xóm tới thăm và chăm sóc hai bà cụ. Khi khách trình bày mục đích chuyến thăm, các chị ấy vai một phụ nữ có nét đẹp đậm đà, phảng phất buồn, cười dịu dàng nhưng rất kiệm lời. Đó mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà đặc biệt này. Tên chị là Mỹ Phương, nhưng gọi theo tên chồng thì cả xóm gọi là chị Linh. Thế thôi. Qua hồi tưởng của hai cụ già còng rạp lưng ngơ ngác, điểm xuyết sự chú giải kỹ càng của những người đàn bà tới chơi, khách lạ bỗng ngơ ngác như lạc vào chốn thần tiên của câu chuyện cổ tích giữa đời. Một chuyện cổ tích có thật đang hiện hữu. Chuyện cổ tích về ngôi nhà không có đàn ông. Vì yêu, thiếp quyết theo chàng. Chị Linh của 18 năm trước có nét đẹp làm ngỡ ngàng bọn trai xóm đạo. Dù chị là con gái lương dân, gia đình có 8 chị em, duy nhất chị thương bạn trai có đạo. Thương nhau trái yếu cũng tròn. Chị ráng học giáo lý theo đạo để đủ lễ nghi thành con dâu bà cụ Lan, có anh Linh là con trai duy nhất. Nhà cụ Lan cũng khác người ta. Cụ Lan có bà chị là Sen, cũng thời con gái sắc sảo mặn mà. Nhưng cụ Sen dứt khoát là không dính líu tới ái tình. Cụ cứ muốn sống đồng trinh như đức mẹ. Và người chồng đã mất của cụ Lan lại cũng có người anh trai ở vậy độc thân. Cái gia đình neo người và gia cảnh khác người ấy thật vui khi có cô dâu người lương, mà giờ vì chồng đã thành cô dâu xóm đạo, hiền, ngoan, giỏi rắn. Thật khổ cho cô, cái câu ai cũng có thánh giá đời. Tưởng là nói miệng cho vui, ấy vậy mà nó thành sự thật, đặt ngay trên vai người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Anh Linh có bệnh, và bệnh nặng, cứ phải theo thuốc theo thầy. Tình yêu hay là lời kết giao trước tòa Chúa, hoặc cả hai, níu giữ chị Linh 15 năm trường gắn bó với người chồng bệnh và 3 người già cô độc. Linh cứ vui vẻ chu toàn bổn phận. Cô vất vả quần quật bươn trải, làm đủ mọi việc để có điều kiện chăm lo cho 4 con người bệnh tật già nua gắn bó cuộc đời với cô. An ủi cho Linh chính là bà mẹ chồng còng rạp lưng. Ngày chồng cô trở bệnh nặng, bà cụ kêu cô hỏi ý rằng bà muốn bán căn nhà cứu con trai. Linh biết rất rõ tương lai phía trước mịt mờ, song nhìn vào mắt những người thân, thấy cái khát vọng cứu con cứu cháu cháy ngời lên. Cô đồng ý. Khi những đồng bạc cuối cùng bay theo cơn đau, cũng là lúc anh Linh như ngọn nến tàn. Anh vĩnh viễn ra đi, bỏ lại người vợ hiền, người mẹ, người dì và bà bác. Lời cuối anh chối cho chị như một câu hỏi và cũng như một kết giao. Nếu anh ra đi, em sẽ vẫn coi 3 người thân của anh là người thân của em chứ. Và anh cũng mong như vậy. Rồi anh ấy nhẹ nhàng ra đi về bên Chúa. Anh đi để chị Linh ở lại trần gian, không tài sản, không nhà cửa, không gì cả, ngoài 3 con người mà chị phải cứu mang. Nếu muốn cứu mình, chị có thể rũ bỏ hoàn toàn hợp lệ để đi bước nữa. Chồng chết, không có con, dây buộc ràng thực ra không hề thắt nút. Nhưng chính chị lại là người thắt nút để cột chặt cuộc đời của mình với 3 con người già yếu đơn côi. Nơi thiên đàng, anh Linh có thể an lòng. Sợi dây trói buộc yêu thương. Người phụ nữ quá bụa son sắt ấy dắt 3 người già nua bệnh tật đi kiếm nhà ở muốn sống đắp đổi qua ngày.
khổ tâm thay, 3 tháng sau, ông bác cũng qua đời. Hai người phụ nữ già nua như già nua hơn. Hai cái lưng đã còng lại, còng rạp thêm vì đau khổ. Lo đám tang cho bác chồng xong, chị lại dắt hai bà cụ già đi mướn nhà lần nữa. Chị nhắm đến xóm nhỏ, nghèo, ngoại ô cho đỡ tốn tiền. Điều đầu tiên khi dọn đến nhà trọ là chị mượn cái thang của hàng xóm để làm lại cái bàn thờ. Dưới ảnh lòng Chúa xót thương là di ảnh người chồng và người bác. Nhà không hề có cái gương. Có lẽ bây giờ cả ba người đàn bà này chẳng ai có nhu cầu ấy và nhớ mình là phụ nữ nữa. Nhưng thiên hạ thì không thể. Thiên hạ vẫn nhận ra người phụ nữ nhẫn nại, chịu thương, chịu khó trong ngôi nhà không có đàn ông ấy đẹp đến mặn mà. Thiên hạ cũng có con mắt tinh đời để nhận ra chẳng những đẹp mà chị còn có tấm lòng bằng vàng. Cứ xem nếp ăn, cách ở, cách chị chăm sóc hai bà cụ còng lưng là đủ thấy. Và thế là đã có những người đàn ông ngấp nghé, có người đánh tiếng đàng hoàng muốn cưới chị cho đủ lễ nghi, bù đắp cho chị chịu mọi thiệt thòi. Quả thật là đã có người muốn như vậy. Nghe người ta thì thầm trò chuyện, bà cụ Lan ngồi trên giường bỗng nhòm dậy. Bà nói rõ to: "Em nói thật mà, ngày đó bán nhà là em cứ hỏi cháu nó thôi, nó quyết sao thì em ưng vậy." Còn bà cụ Sen thì chống lưng đứng dậy khẽ khàng: "Nó ngoan lắm cơ, nhà có 8 chị em, chỉ có mỗi một người làm con đức mẹ thôi, ngoan lắm." À, thì ra hai bà cụ không muốn người ta nhắc chuyện thiên hạ muốn cưới chị Linh với hai bà. Chị là một thánh nữ riêng của họ. Hỏi nhỏ chị: "Có phải vì đã hứa với anh nên chị sống thế không?" Chị Linh cười buồn, cúi xuống vò tà áo. Và bỗng chị ngước lên, nói nhỏ cho khách đủ nghe: "Không hẳn vậy đâu, mà chính là vì em thương hai cụ. Em đi rồi, hai cụ ở với ai? Rồi còn việc thờ tự, em mà đi thì còn ai lo lắng? Dù bà con thương mến, giáo xứ ở đây cũng không bỏ rơi, nhưng việc của em thì không thể để mọi người gánh thay hết được. Không thể." Đức tin đến từ trải nghiệm. Khi có được khoảng không gian riêng với chị, hỏi chị về đời sống tâm linh, nghe những lời chia sẻ của chị, Thiện Nguyện Tín Thác không khỏi ngỡ ngàng, bởi đức tin của người đàn bà vốn gốc lương dân, vì theo chồng mà trở thành người Công giáo. Chị mỉm cười nhìn nhận, ban đầu theo đạo chỉ là cho trọn vẹn lễ nghi, cho lấy được chồng. Song cuộc sống gắn bó với gia đình là những giáo dân hiền lương, rồi hình ảnh người mẹ, người dì cặm cụi sáng tối cầu nguyện cho con trai mang bệnh thấm vào chị từ khi nào? Đức tin của chị đến từ những trải nghiệm đó. Chị cũng nói gương dì và mẹ siêng năng đi lễ đọc kinh. Từ lời kinh, hình ảnh phút sau cùng dưới chân thập giá Chúa Giêsu có Đức Mẹ đã tác động tới chị Linh rất lớn. Từ khi nào chị si mê thán phục Đức Mẹ xiết bao? So với khổ đau của mẹ thì vất vả của chị có là gì đâu. Chị vui lòng khi quyết đồng cam cộng khổ cùng với mẹ. Thêm nữa, lối sống của những người trong xóm đạo sau mấy bận chị chuyển nhà cũng khiến chị rất ấm lòng. Mọi người quan tâm và cứu mang chị. Có những anh chị còn mang những máy bài giảng lòng Chúa thương xót đến cho chị nghe. Chị ngỡ ngàng
khi nghe những chứng nhân sống động của lòng Chúa thương xót. Càng nghe giảng, chị càng hiểu và càng tin rằng chị đang đi đúng đường, đang đi trên con đường thập giá của Chúa. Chị được Chúa thương yêu nên mới chọn chị cùng Ngài mang thập giá. Và hôm nay, người linh mục Lãng Tử gửi khách tới thăm nhà. Với ông, con cái lòng thương xót không chỉ sốt sắng cầu nguyện lòng thương xót, nhưng còn phải nhiệt thành thực hành lòng thương xót. Không chỉ dừng lại ở mức độ ca ngợi tôn vinh tình Chúa bao la, nhưng phải đem tình yêu thương của Chúa đến với những con người cần được yêu thương giúp đỡ. Sau những phút chia sẻ đời sống tâm linh, Thiện Nguyện Tín Thác cùng chị bàn tính mua bảo hiểm y tế cho hai cụ cách cụ thể chi ly. Vừa mới rồi, khi cụ Lan bỗng đâu bị tai biến, chị phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hai chị, hai cụ, mỗi tuổi mỗi già, việc đau bệnh chỉ có thêm ra, chứ đâu có giảm. Các thiện nguyện viên nhà gần xóm đạo cũng ghé thăm ngôi nhà không có đàn ông, ghé thăm thường xuyên, kịp thời chia sẻ với chị Linh những khi hữu sự cần kíp. Khi khách chuẩn bị chia tay, bà Lan nói trong cơn sảng: "Xin Chúa cho nhà ta có cái nhà." Chị Linh cùng dì Sen xoa bóp cho bà dịu lại cơn đau. Chị thầm thì: "Nhà đẹp và bình an của mẹ với dì Chúa đã sẵn, đã để dành, sẽ có ngày Chúa ban tặng. Còn mai thì con tranh thủ đi mua bảo hiểm y tế cho mẹ, khám bệnh lấy thuốc cho bớt đau đã nhé." Những phụ nữ hàng xóm xuống nhau nấu nồi cháo cho hai cụ cũng góp vui: "Chị Linh cứ ra phường lo giấy tờ, hai cụ ở nhà bọn em sẽ chạy qua săn sóc, đừng có lo." Khi nghe các học trò thuật lại câu chuyện cổ tích ngày nay về ngôi nhà không có đàn ông, người linh mục Lãng Tử trầm ngâm. Phải rồi, để những giáo dân có tâm lòng từ ái thiện lành như chị Linh đi hết cuộc hành trình làm chứng nhân vinh danh lòng Chúa xót thương, rất cần sự sẻ chia nâng đỡ của cộng đoàn. Không chỉ vinh danh lòng Chúa xót thương nơi môi miệng hay kinh kệ là đủ, mà còn phải hành động sẻ chia kịp thời, để những con người đau khổ không cảm thấy cô đơn, kiệt sức, gục ngã giữa đường. Nghị lực và lòng tốt cũng rất cần được tiếp sức. Cuộc chạy đua về nước trời sẽ không thể là hành trình đơn độc của mỗi cá nhân, mà phải được cộng hưởng và lan tỏa. Ngoài sân, những học trò của ông lại lịch kịch chuẩn bị hành trang lên đường cho chuyến công tác bác ái sắp tới nơi vùng sâu vùng xa. Người linh mục nhắc học trò vài trường hợp gia đình khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ thăm viếng, mà một người giáo dân có lòng mới báo cho ông hồi sáng: "Chúa ơi, sẽ chẳng thể nào dừng lại cuộc trường chinh gian khổ, giá nào cũng phải dấn thân lên đường, vì còn rất nhiều người cần đến lòng Chúa xót thương và cần đến những con người có lòng thương xót." Người linh mục nghẹn ngào ngước nhìn lên thánh giá thì thầm như vậy. Thân cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, yêu thương đưa sát nhân loại về với Chúa, thú nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha, thân xa Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con nguyện dâng cho.
chi thành. Mau mình con cha đây tâm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên trao thân hình đem ta về dòng nước tái sinh. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác.